Ngày hôm qua, cuộc thi tiếng Anh English Champion 2015 đã chính thức được khởi động. Theo đó, thì từ hôm nay cho tới ngày 12 tháng 2 tới, các học sinh từ lớp 4 cho tới lớp 8 trên toàn quốc có thể đăng ký tham gia dự thi để tự kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. Cuộc thi English Champion do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Học viện Anh ngữ EQUEST, Anh ngữ Việt Mỹ VATC phối hợp tổ chức nhằm giúp các học sinh có điều kiện kiểm tra cũng như trau dồi khả năng tiếng Anh của mình với những bài kiểm tra sát với chương trình học và hoàn toàn miễn phí. Điểm mới của năm nay là cuộc thi mở rộng đăng ký cho mọi đối tượng học sinh tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời khuyến khích các thí sinh đến từ các tỉnh lân cận. Mọi thí sinh đều có thể nộp đơn đăng ký dự thi ở trường theo mẫu quy định hoặc đăng ký tại website của cuộc thi hoặc đến bất cứ cơ sở nào của EQUEST hoặc VATC tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng chung cuộc là quà tặng trị giá từ 1 tới 10 triệu đồng và một suất học bổng giá trị do Học viện Ivy Prep trao tặng tương đương 52 triệu đồng một năm trong từ 1 tới 3 năm. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 4 năm 2015.